thông pháp trận Mahakayip. Kinh văn: Mahakayip cùng Tỷ Khu Ni Tử Kim Quang cùng những người khác liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: Giảng giải. Mahakayip, Maha là lớn, Kayip là tên. Do thời ấy nhiều người có họ Kayip nên chữ Maha lớn được thêm vào để gọi tên ngài. Kayip dịch theo tiếng Hán có nghĩa là đại quy thị. Tổ tiên của ngài là loài rùa khổng lồ với những đồ hình trên lưng và có tên gọi ấy do sự kiện trên. Mahakayip còn được dịch là đại ẩm quang. Ánh sáng trên thân ngài như thể nuốt trọn hết mọi thứ ánh sáng khác, vì các thứ ánh sáng ấy biến mất vào trong ánh sáng của thân ngài. Tên của ngài là Pipala, là tên của một loài cây. Cha mẹ ngài hiếm muộn con nên họ đến cầu đảo ở thần cây Pipala. Kết quả là họ có được người con, họ lấy tên cây đặt tên cho con mình. Mahakayip vốn là ngoại đạo thờ lửa. Ông tu tập công phu ngửi mùi khói. Có rất nhiều loại ngoại đạo ở Ấn Độ: ngoại đạo thờ nước, ngoại đạo thờ lửa, ngoại đạo thờ đất. Ngoại đạo thờ đất tu theo lối chuyên vùi mình trong đất. Nếu còn sống sót sau một số ngày nhất định nào đó thì sẽ được thành thần. Những ngoại đạo này thật là mê lầm. Tỷ Khu Ni Tử Kim Quang là vợ của Mahakayip. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Mahakayip 120 tuổi và vợ ông có lẽ phải gần 100 tuổi. Từ kiếp lâu xa, vào thời Đức Phật Kayip, bà thấy một tượng Phật bị mòn vẹt bởi gió mưa đến mức chẳng còn chút sắc vàng nào trên thân Phật. Bà ta phát tâm sửa lại ngôi chùa nhưng không có đủ tiền, nhưng bà ta cũng hy vọng mạ vàng tượng Phật, nhưng việc ấy đòi hỏi chi phí rất nhiều. Tuy nhiên, ở đâu có tâm nguyện, ở đó liền có con đường mở ra. Tâm nguyện của người phụ nữ này rất mạnh và chân thật. Cô ta đi khắp nơi để quyên góp tiền bạc. Sau một thời gian dài, cô ta quyên được số tiền tương đương 100.000 đô la Mỹ. Cô ta nhờ thợ kim hoàn mạ vàng tượng Phật. Người thợ kim hoàn cảm động bởi quyết định tu sửa tượng Phật dù cô ta rất nghèo, nên anh ta chỉ làm công với một nửa chi phí. Thế nên hai người ấy chia nhau công đức việc này. Chẳng bao lâu ngôi chùa được tu sửa xong, không còn bị dột nữa, tượng Phật đã được mạ vàng. Từ đó về sau, thân thể người phụ nữ phát ra ánh sáng màu tím, còn người thợ kim hoàn chính là Mahakayip sau khi hoàn thành việc mạ vàng tượng Phật đã có một chuyện rất kỳ lạ diễn ra giữa ông và người phụ nữ. Tâm của cô rất tốt. Ông nói với cô ta: Tôi sẽ cưới cô làm vợ, ta sẽ thành vợ chồng. Không phải chỉ trong đời này, mà trong muôn vàn đời sau, chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau. Đó là lý do tôi đoán chừng Mahakayip 120 tuổi và vợ ít nhất là 100 tuổi. Dù vậy, họ vẫn rất mạnh khỏe và tinh cần tu tập. Người vợ của Mahakayip cũng siêng năng tu tập và chứng được đạo quả. Cùng những người khác trong quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: Kinh văn: Con từ kiếp trước trong cõi này có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận nghe pháp tu học với ngài. Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá lợi, lại lấy vàng thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thấm. Tỷ Khu Ni Tử Kim Quang, đây là quyến thuộc cùng phát tâm một lần như chúng con. Giảng giải. Chúng ta đều phải nhớ một điểm quan trọng: mối quan hệ vợ chồng của hai người này từ đời này sang đời khác không phải dựa trên tình cảm luyến ái. Đúng hơn, họ kết hôn trong mỗi đời rồi cùng nhau tu tập. Họ cùng tham thiền tập định, đời này sang đời khác, họ tu học theo Phật Pháp. Mahakayip giải thích: Con từ đời kiếp trước trong cõi này có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với ngài. Vào thời quá khứ lâu xa, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng thị hiện trên đời.
Mặt trời chiếu sáng vạn vật ban ngày, mặt trăng chiếu sáng vạn vật ban đêm. Đèn có thể chiếu sáng cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày biểu tượng cho hiện hữu cái có, và ban đêm biểu tượng cho cái không. Đó là cả hai mặt hiện tượng và bản thể, bản thể và hiện tượng. Đó cũng chẳng phải là hiện tượng và bản thể, và chẳng phải là hiện tượng, chẳng phải là bản thể, nghĩa là chẳng vướng mắc vào có hoặc không. Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá lợi. Công đức cúng dường xá lợi Phật tương đương với việc cúng dường chính Đức Phật. Chúng con thắp đèn sáng mãi để Phật pháp được trường tồn và lan rộng. Để cúng dường xá lợi lại lấy vàng thép hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thấm. Cung thân Ngài, thân tướng của Ngài Mahakajip rất là hoàn hảo, và tôi chắc rằng người vợ của ông cũng rất đoan nghiêm. Tỷ khu ni Tử Kim Quang, đây là quyến thuộc cùng phát tâm một lần như chúng con. Điều quan trọng là họ cùng tu tập với nhau, mối quan hệ của họ không dựa trên tình cảm luyến ái. Kinh văn: con quán sát trong thế gian, sáu trần đều biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch tu diệt tận định, thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khẩy móng tay. Giảng giải: Mahakajip trình bày tiếp tục, con quán sát trong thế gian, sáu trần đều biến hoại. Căn bản vốn Ngài muốn nói về đối tượng của tâm ý, nhưng ở đây Ngài đề cập đến sáu trần, vì đối tượng của tâm ý vốn không có hình tướng, chúng chỉ là bóng dáng của năm giác quan. Nếu năm giác quan trước đó không tồn tại, thì đối tượng của tâm ý cũng không còn, vì chúng không có tự thể riêng của nó. Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần dời đổi biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch tu diệt tận định. Chúng chỉ là không tịch, thể tính của chúng là không, vốn chẳng có gì cả. Căn cứ vào yếu tính này, chúng con tu tập diệt tận định, có nghĩa là diệt hẳn thức thứ sáu và không còn y cứ vào thức phân biệt này nữa. Đây cũng gọi là diệt thọ tưởng định. Nay thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khẩy móng tay. Tâm của Mahakajip có thể trải qua một thời gian dài hàng trăm ngàn kiếp trong một khoảnh khắc ngắn như khẩy móng tay. Nay Mahakajip thực sự đang nhập định trong diệt tận định, trong Kê Túc Sơn ở tỉnh Vân Nam, Trung Hoa. Kinh văn: con vô quán các pháp là không nên thành A-la-hán. Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất, khai ngộ được diệu tính của các pháp thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông, theo điều sở chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. Giảng giải: Mahakajip thưa rằng, con do quán các pháp là không nên thành A-la-hán. Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất. Đầu đà là tiếng Sanskrit, còn phiên âm là đẩu tẩu, có nghĩa là phát tâm tu hành tinh tấn dũng mãnh, công phu miên mật không nghỉ ngơi. 12 hạnh đầu đà là: một, mặc y chấp giá bằng giải dụng, trước tệ nạp y. 2. Chỉ có ba y, dẫn tam y. 3. Thường đi khất thực, thường hành khất thực. 4. Theo thứ tự khất thực từng nhà, không kể giàu nghèo, thứ đệ khất thực. 5. Ngày ăn một bữa, thọ pháp nhất thực. 6. Không ăn quá nhiều, chỉ vừa đúng lượng, tiết lượng thực. 7. Sau buổi trưa không dùng nước trái cây, trung hậu bất đắc ẩm tương. 8. Xa lìa nơi đông đảo, ở nơi yên tĩnh, trụ A Lan Nhã. 9. Ngủ dưới gốc cây, thọ hạ chỉ. 10. Ngồi ở chỗ đất trống, lộ địa tọa. 11. Ở trong nghĩa địa, trũng gian trụ. 12. Thường ngồi không nằm, đảng tọa bất ngọa. Khai ngộ được diệu tính của các pháp thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông.
nay Như Lai hỏi chúng con về nhân duyên của pháp tu Diên Thông, phát tâm ban đầu khiến chúng con tu tập được chứng ngộ. Theo điều sở chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. Dùng pháp trần để quán chiếu là phương tiện thù thắng hơn cả.